Mọi người nghe đây, chỉ cần ấn định bình an là dân tế thì mọi người sẽ được bình an. Bên kia tôi sẽ phái người đi cướp lương thực của binh lính rồi. Bên này chúng ta đến Thanh Tam Đoàn đi ứng cứu cho Hà Bình An. Hành động phải lớn, chỉ được thất bại không được thành công. Bất luận như thế nào phải đem bức thư này giao đến tay Hà Bình An. Đi đi. Các vị hương thân phụ lão, tôi biết mọi người đã chịu nhiều cực khổ, cũng chịu biết bao tội. Nhưng mọi người ở đây đều là ăn lương thực của nhà nước, đều giống mọi người cả. Mọi người chịu đói, các chiến sĩ trên tiền tuyến mỗi ngày chỉ ăn hai bát cháo lỏng, họ cũng đều đói bụng cả, đang liều chết đổ máu chiến đấu vì quỷ tử. Các vị hương thân phụ lão, đánh quỷ tử bao dây đường đứt. Bọn họ lợi dụng thổ phỉ, hán gian, đốt lương thực, thậm chí dùng cả chất độc. Vì sao? Vì họ chịu không nổi. Ngay tại lúc này đây, chúng ta càng phải kiên trì, càng phải đoàn kết đồng lòng. Không được vì lợi ích cá nhân hoặc là nhất thời hồ đồ sa bẫy của quỷ tử. Chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị lương thực. Chỉ cần chuẩn bị được lương thực sẽ ưu tiên phát cho mọi người, có được không? Là ai? Hãy đi theo bọn tôi. Chủ nhiệm Hà Bình An, về trước đã. Hãy theo tôi. Các người làm vậy là muốn bọn họ tin tôi là hán gian đúng không? Bọn họ đã tin rồi. Bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Hà sĩ quan. Đi, đi thôi. Đuổi theo, đừng đuổi nữa. Cẩn thận, có mai phục. Dạy hắn về. Trong bát cháo này có một mùi vị rất là đắc ý. Nguyên Điền Quân, hành động lần này có phải các ngươi đã thành công rồi không? Ứng cứu thất bại, một nô tài bị bắn chết. Hiện trường rất là nhiều bằng chứng Hà Bình An đầu hàng kẻ địch. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Làm theo giao phó của ngài, tôi đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Những việc này đều không quan trọng. Quan trọng là các bức thư đó đem tới tay Hà Bình An không? Đã giao rồi. Nhưng mà tôi không hiểu bức thư đó rốt cuộc có tác dụng gì. Tại sao nhất định phải đem tới tay Hà Bình An? Đó là vì tôi có thể khiến Hà Bình An tự nhận mình là hán gian. Bước tiếp theo, tiếp tục kích động lão bá tính làm loạn. Nhưng giọng điệu phải thay đổi, từ muốn lương thực biến thành muốn gặp Hà Bình An, khiến cho lão bá tánh Trung Quốc ngu ngốc tin rằng Hà Bình An là anh hùng. Chỉ cần Hà Bình An ra mặt là có thể giải quyết vấn đề lương thực. Thế này thì chỉ cần Hà Bình An ra mặt, tôi chắc chắn sẽ khiến Hà Bình An tự thừa nhận mình là hán gian. Tiểu hầu tử, ngoan nào, phải ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ nghe chưa? Con sau này còn có thể kêu chú bằng ba không? Có thể, nhưng con phải nhớ rằng
Ba ruột của con là một đại anh hùng. Sau này con lớn lên cũng muốn làm đại anh hùng. Không cần. Đợi đến lúc con lớn lên thì sẽ không còn chiến tranh, sẽ không có người chết nữa. Cũng không cần phải làm anh hùng gì cả. Con sống vui vẻ hạnh phúc là được. Ba con nhớ rồi. Dư sư trưởng, danh tính của kẻ bị bắn chết đã ra rõ, là Số Đại Tiền, người nạn nhân mà Hà Bình An đưa vào. Trên người hắn ta cũng có ấn tích. Còn nữa không? Dựa vào tin tức đáng tin cậy, ứng cứu Hà Bình An là người Nhật Bản. Họ còn giết cả đồng chí của chúng tôi. Họ còn nói nếu giết Hà Bình An, thành phố này sẽ xảy ra vụ thảm sát. Thật quá đáng. Xem ra tôi đã tin nhầm người rồi. Tự tin quá rồi. Có vẻ tôi không hiểu bản thân mình, cũng không hiểu được người khác. Dư sư trưởng, anh ta đã làm thuộc hạ của tôi bao nhiêu năm nay, tôi cũng không hiểu rõ về anh ta nữa. Vậy nên trách nhiệm của tôi lớn hơn ông. Vậy thì ông hãy tự giải quyết vấn đề này đi. Ngụy huyện trưởng, mời. Báo cáo sư trưởng, bá tính bên ngoài đã loạn cả rồi, muốn gặp Hà Bình An. Thả Hà Bình An, chúng tôi muốn ăn cơm. Thả Hà Bình An, chúng tôi muốn ăn cơm. Thả Hà Bình An, chúng tôi muốn ăn cơm. Mọi người, các vị hương thân phụ lão, mọi người hãy nghe tôi nói. Hà Bình An còn có một số vấn đề phải giải quyết. Tam Thanh Đoàn đang điều tra. Xin mọi người đợi một chút, sẽ rất nhanh cho mọi người câu trả lời. Hà Bình An là anh hùng, anh ấy đã cứu chúng tôi. Dựa vào cái gì để điều tra? Hay là vì các người không cho chúng tôi vào thành, Hà Bình An lại cho chúng tôi vào, còn cho ăn cơm, nên các người bắt nhốt anh ta lại? Gọi Dư Bằng Trình và Ngụy Cửu Phong ra đây. Thả Hà Bình An ra, chúng tôi muốn ăn cơm. Thả Hà Bình An, chúng tôi muốn ăn cơm. Thả Hà Bình An ra, chúng tôi muốn ăn cơm. Thả Hà Bình An ra, chúng tôi muốn ăn cơm. Chịu ổn rồi. Lưu chủ nhiệm, dẫn người lên đây. Ai? Hà Bình An. Như vậy có hợp lý không? Hắn lúc này ở đây mới có thể trấn an lão bá tánh. Mặc kệ hắn có phải là hán gian hay không, nhưng tất cả các chứng cứ đều chứng minh hắn có tội. Tôi nói thêm lần nữa, mặc kệ hắn có phải là hán gian hay không, cũng phải dẫn hắn lên đây mới có thể trấn an lòng dân. Nói, sư trưởng, quỷ tử lại phát động tấn công rồi. Binh sĩ chúng ta thương vong nặng nề, yêu cầu chi viện. Chí Tân, bất kể thế nào phải ngăn cản sự tiến công của quỷ tử. Dân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Không có thời gian nữa, nhanh ra quyết định đi. Dẫn Hà Bình An ra, trấn an lòng dân. Thả Hà Bình An ra, thả Hà Bình An ra. Sao thế? Chủ nhiệm, phía trước đều là người, không thể qua được. Thả Hà Bình An ra, chúng tôi muốn ăn cơm. Thả Hà Bình An ra, chúng tôi muốn ăn cơm. Hà Bình An, Dư sư trưởng, Ngụy diện trưởng đều đã hạ lệnh, chỉ cần anh trấn an nạn dân, để họ không làm loạn nữa thì sẽ thả anh ra. Tiếp tục làm anh hùng dân tộc của anh đi. Nhưng phải giúp chính phủ làm việc, không được làm hán gian nữa. Đây là việc trọng đại, anh cần phải giải quyết. Đây là cơ hội cuối cùng. Anh rốt cuộc là tiếp nhận hay không tiếp nhận mệnh lệnh? Nếu như tôi không tiếp nhận thì sao? Bây giờ không phải lúc để bàn về việc này. Cô ấy có tới không? Ngay cả cô ấy cũng cho rằng tôi là hán gian, thì liệu còn có ai có thể tin tôi sao? Hà Bình An, tôi tin anh.
Gọi Dư Bằng Trình ra đây. Gọi Dư Bằng Trình ra đây. Gọi Ngụy Cửu Phong ra đây. Thả Bình An ra. Chúng tôi muốn ăn cơm. Cục trưởng, Hà Bình An vẫn chưa đến. Bây giờ tìm Hà Bình An còn có tác dụng sao? Anh xem, đơn giản đây chỉ là bạo động, tạo phản. Theo tôi chỉ có đem súng ra nói chuyện thôi. Tôi chính là Dư Bằng Trình mà mọi người muốn tìm. Hạ lệnh bắt Hà Bình An là tôi. Tôi biết mọi người tới đây là muốn chúng tôi phát lương thực, muốn ăn cơm. Nhà ai cũng đều có ba mẹ vợ con. Hãy mở to mắt ra mà nhìn, rất nhiều cái miệng để đợi cơm ăn. Ở tiền tuyến, hàng vạn chiến sĩ của chúng tôi cũng đang đợi cơm ăn. Nhưng họ vẫn cố kiên trì giữ chiến địa để bảo vệ nơi này. Ba mẹ của họ cũng là ba mẹ của chúng ta. Con cái của họ cũng là con cái của chúng ta. Đại địch đang ở phía trước. Hy vọng chúng ta đoàn kết đồng lòng để vượt qua kiếp nạn này. Chúng tôi sẽ tranh thủ thời gian giải quyết tất cả mọi vấn đề. Có chỗ không chu toàn, xin mọi người hiểu cho. Dư Bằng Trình, tôi đây xin cảm ơn mọi người. Tôi cần lương thực. Chúng tôi cần lương thực. Hôm nay chúng tôi tới đây chính là muốn có lương thực, muốn thả người. Lúc nãy ông nói Hà Bình An là do ông ra lệnh bắt. Anh ấy đánh người Nhật Bản để cứu chúng tôi ra, còn cho chúng tôi uống thuốc để cứu mạng. Anh ấy là anh hùng. Các ông không được hại anh ấy. Binh lính trong thành, trong thành này đâu đâu cũng là gian tế. Họ đốt kho lương thực của chúng ta, đốt kho vũ khí. Là tôi ra lệnh nghiêm chỉnh điều tra. Thả tra nhầm chứ không thể bỏ qua. Đây không phải là nhầm vào một mình Hà Bình An. Đừng đứt nhiều người như thế. Nhiều người làm quan sao các ông không bắt? Lại đi bắt một người lập được biết bao công lao là Hà Bình An. Có phải là do anh ấy cứu những người dân nạn chúng tôi, các ông lo? Theo tôi thì các ông muốn học theo tầm cốt giết trung thần. Buổi tối hôm đó chính là hắn ta dẫn người trấn giữ cửa thành, không để chúng tôi vào. Họ muốn giết trung thần. Chúng ta phải giết gian thần, cứu Hà Bình An. Chúng tôi muốn ăn cơm. Chúng tôi muốn ăn cơm. Tôi là Hà Bình An đây. Tôi được thả ra rồi. Hà trưởng quản được thả rồi. Chúng ta có cơm ăn rồi. Hà trưởng quản phát lương thực cho chúng tôi. Hà trưởng quản, chúng tôi muốn ăn cơm. Hà trưởng quản, mọi người ở đây đều do anh cứu. Chỉ cần anh nói một câu, ai muốn hại anh, nói anh là hán gian, chúng tôi liều với họ. Hà trưởng quản, không cần phải sợ. Chúng tôi đều ở đây, sẽ chống lưng cho anh. Chúng tôi sẽ chống lưng cho anh. Anh lập được biết bao công lao, cứu biết bao nhiêu người. Nếu như anh là hán gian, tại sao phải cứu chúng tôi? Là giết quỷ tử. Hà Bình An, bình tĩnh. Một câu không đúng sẽ khiến cho người dân không giữ được bình tĩnh. Tôi hạ lệnh cho anh trấn an lòng dân, không được náo loạn. Tôi muốn cùng mọi người kháng Nhật Bản, cùng mọi người đem quỷ tử Nhật Bản đuổi ra khỏi Trung Quốc. Chúng ta là người Trung Quốc, dân tộc Trung Quốc đang đợi chúng ta cứu. Lãnh thổ Trung Quốc phải viết tên người Trung Quốc. Chỉ cần chúng ta quyết chí giữ thành, người Nhật Bản đừng mơ ở Trung Quốc lộng hành.